Xin chào mọi người, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho một vị khách hàng tại khu vực Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Hưng, Yên Bái. Thì mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát của công ty chúng tôi xuống cho vị khách hàng tại Yên Bái. Thì xem khuôn viên mảnh đất nhà anh cùng với cái yêu cầu mà anh đặt ra cho công ty chúng tôi để thực hiện giúp anh thiết kế cái ngôi nhà tại đây nhé. Và trong đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Khởi tại Văn Chấn, Yên Bái. Thì đây toàn bộ cái xung quanh khu vực theo rãnh nước phía trước này, lên cái ta luy này, cái ta luy. Và vào trong đây là cái khuôn viên khu đất hiện trạng nhà anh. Phần màu đỏ là cái phần diện tích mà anh dự kiến để xây dựng bên trong cái khuôn viên màu đỏ đấy. Còn phần nhà này là màu tím, này là cái khu vực mà anh dự kiến để xây dựng. Thì ở đây nhà anh có hai mặt tiền là mặt phía đằng trước này là hướng ra 295, hướng ra đằng trước là hướng 150 độ đông nam. Đó, và phía bên tay trái nhìn từ ngoài nhìn ra là có một cái con đường ở đây. Thì nhà anh sẽ có hai mặt đường là mặt đằng trước và mặt phía bên tay trái trong nhà nhìn ra. Thì ở đây chúng tôi sẽ về xem xét xem là hướng của anh, hướng chính này có phù hợp với anh không, và sẽ bố trí cho anh thêm một mặt tiền nữa, có thể là ra hướng ra đường ngoài này hoặc là hướng về bên phải phía vào trong khuôn viên khu đất nhà anh. Thì tùy anh em kiến trúc để suy nghĩ và cho anh cái phương án đẹp nhất. Thì ở đây nhà anh dự kiến xây dựng 160 đến 190 mét vuông một sàn ngôi nhà vườn mái thái tại đây. Thì khu vực cấp nước sẽ là cấp từ phía đằng sau. Đây là cái mạch nước ngầm nha anh này, cấp nước qua mạch nước ngầm này để vào cái khuôn viên khu đất. Thì chúng tôi sẽ xem cái yếu tố phong thủy mạch nước ngầm này có ảnh hưởng gì tới cái nhà của anh nếu mà xây sát về đằng này không. Đấy, thì anh sẽ xây cách sẽ để lại cái phía bên đường này 1,5 m này, để đằng sau 1,5 m. Thì đây là cái nhà hiện trạng anh đang ở. Đây là khu vực nhà hiện trạng anh đang ở. Và thì sẽ bố trí trong đây cho nó hợp lý, miễn đằng sau cách một ít, trước cách một ít, còn đâu để sân được, không lấn vào 1,5 m hành lang đường được. Cấp điện, cấp nước, cấp điện là ở phía đằng trước, cấp nước phía đằng sau và trong khuôn viên khu đất. Thoát nước thì là thoát ra khu vực đằng trước rồi. Đây là cái rãnh hiện trạng này. Đấy, thì sau khi khảo sát như hôm nay xong thì chúng tôi sẽ có toàn bộ cái bản vẽ về tư vấn về phong thủy và kiến trúc cho anh để gia đình và bên kiến trúc cùng xem xét.